Không có la kìa, xì la xí mùi. Mình xin chào cả nhà nha. Các bạn ơi, bây giờ là hôm nay xin sẽ dẫn các bạn đi bắt một cái con trúc mà lúc trước thì mình cũng có bắt cái con này rồi đó, cái con mà bám trên đá các bạn, nó rất là ngon và giòn lắm. Thì lần này mình sẽ đi bắt nó về và sau đó mình cạo ba cái vảy của nó ra ha. Và sau đó mình nướng sa tế thử ngon các bạn. Bây giờ chúng ta đi bắt nó nha. Đói bụng quá ăn miếng á. Ơi, trời nắng quá nên mình phải mang cái nón này nha các bạn, thông cảm chút nha. Các bạn thấy không, đây là con trúc nè các bạn, nè đó các bạn thấy chưa, đó con trúc đó. Con nè các bạn ơi, đừng con nè. Bây giờ sóng quá các bạn ơi, nói chung là hôm nay á, trời cũng không có sóng mấy đâu, do gió trong đất liền thổi ra quá trời sóng rồi. Các bạn thấy dưới kia không, dưới kia rất là nhiều, nói chung là có một số con ở dưới kia kìa. Chào cả nhà nha. Các bạn ơi, xin đã bắt hồi nãy rất là nhiều cái con trúc nó bám trên đá đó. Cái loại này là bắt buổi sáng mới nhiều, tại vì giờ này là cũng tầm 1-2 giờ chiều rồi nên mình mới đi bắt các bạn đó. Thì nói chung là hôm nay mình bắt cũng nhiều chứ không ít đâu đó các bạn, để cho các bạn xem nha. Các bạn xem nè các bạn, còn thấy không, mình bắt nhiều chứ không ít đâu. Nói chung là cái loại này mình sẽ cạo cho nó sạch hai bên đi, mình cạo mấy cái rong riêu hai bên rồi sau đó mình sẽ đem đi nướng thử coi nó có ngon không các bạn nha. Lần trước là mình luộc, bây giờ là mình sẽ đi nướng thử coi nó ngon như thế nào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm thử coi còn cái gì đúng không ha. Nói chung là ở đây cũng có nhiều loại ốc bự bự lắm. Thank you.
ơi, nóng quá các bạn ơi, mình vừa mới xong các bạn. Bây giờ thôi mình đi về bắt nước kia, bắt đầu mình làm mấy cái con này nha. Bây giờ đi các bạn ơi, chúng ta về nha. Để trước đi. Mình đã về tới nhà rồi các bạn. Bây giờ là mình sẽ bắt nước sôi lên và sau đó là mình sẽ cạo cái vảy, nói chung là cạo ba cái rong riêu hai bên của nó ra, rồi sau đó mình đem nướng nha. Bây giờ là mình sẽ thực hành các bạn ơi. We'll be right back.
bây giờ mình đã hoàn thành xong cái bước mà mình cạo ba cái rong riêu hai bên của nó ra đó. Thì bây giờ là xin bắt đầu ướp và chuẩn bị mình nướng nha. Mình nướng mình ăn thử cái loại cái này như thế nào các bạn. Cái con này con ký sinh trùng á. Thì nói chung là nó có nhiều tên gọi lắm. Nói chung là cái con này nó thường thường nằm trên đá đó các bạn. Đó. Thì mình sẽ bắt đầu ăn thử cái món này như thế nào nha, các bạn chờ mình nha. Mình nướng. Nói chung là nó hơi nóng các bạn ơi, giờ đang mưa đó các bạn, thấy các bạn thấy xui không? Giờ đang mưa đó các bạn đó. Nói chung là mình sẽ tranh thủ nướng cho lẹ lẹ rồi đầu cái mình thưởng thức cái món này cho các bạn xem nha. Nói chung là cái con này á, chắc cũng ít bạn biết đến lắm đó. Thì cái tên gọi là tên trúc, con trúc á, thường thường ở dân biển ta hay gọi nó là vậy, với lại có một số nơi thì nó sẽ gọi là tên khác. Còn ở nước ngoài thì mình cũng không biết nó gọi tên gì luôn. Thì nói chung là mình cảm nhận là ở nước ngoài ta gọi các con này là con ký sinh trùng quá, nó hay sống vào trên đá đó các bạn. Nhưng mà buổi sáng nó nhiều hơn nha, buổi sáng bắt nó nhiều hơn, buổi chiều ít lắm. Thôi bây giờ mình coi thử coi nó chín tới đâu nha, để mình thưởng thức nữa. Sắp mưa rồi, nói chuyện không xong lắm. À, các bạn ơi, nói chung là nó thơm lắm. Trời ơi, đã lắm các bạn. Nè, các bạn thấy không? Nó thơm lại, nó chín này đó. Mình ăn thử coi. Trời ơi, nó như cái da heo đó, ngon các bạn ơi. Ngon. Thật sự ra lúc đầu thì xin cũng tưởng đâu là mình tưởng đâu là mình chỉ luộc ăn ngon, ăn ngon thôi. Nhưng mà sợ mình nướng nó không ăn cũng ngon. Sợ nó dai quá, như không ngờ được. Nó rất là mềm các bạn. Nói chung là mình nướng ở đầu cái thơm mà nó mềm ngon. Rồi ơi. Thêm chấm đã không? Thôi, nói chung là rất tuyệt vời đó các bạn, ăn ngon lắm. Nè các bạn thấy không? Trời ơi. Quá xuất sắc các bạn ơi, ngon lắm. Nói chung cái nước chấm này á, là biết các bạn biết sao không? Tại vì á, mình cũng không cần đâu, tại vì là biết các bạn biết sao không? Sinh nó đã ướp cái sa tế rồi, nên mình dùng cái nước chấm này thêm thôi. Để có gì nó không ngon thì mình chấm ở đây nha. Đó. Nói chung là tuyệt vời, ngon các bạn. Nó giống như một cái da heo ăn rất là ngon. Ngon các bạn. Trời ơi, đã. Các bạn coi nè. Các bạn thấy không? Mình chịu khó nướng một chút xíu đây.
rồi cái mình ăn. Trời ơi, mình giống bồn luôn. Nhưng ở trong mà cái dưng không có. Này nó cái mùi rất hấp dẫn. Giống cái bụng ngươi không? Ha. À. Thấy giòn không? Thấy ăn nó giòn cái này. Giòn không phải. Giòn nhưng không phải thịt. Nó dài quá cậu. Không phải nó dài quá. Nãy anh xin nó. Này các bạn. Các bạn thấy không? Đó cái con trúc này nó ngon lắm. Nói chung là bữa trước á là xin có làm một cái clip về cái món này rồi. Đúng không? Thì hôm nay thì xin đổi lại á, xin đổi lại là xin ướp sa tế nha các bạn. Rất là ngon. Trời ơi. Nó mềm bạn ơi, nó mềm. Nói chung là mình nướng đầu cái nó mềm ra rồi nó ngon lắm. Còn luộc nó sẽ dai hơn. Đúng rồi, luộc có thể cái nhiệt độ nó cao lên nó dai hơn các bạn. Còn này là xin đã ướp cái sa tế rồi mình cứ kèm theo cái nước chấm rồi. Nói chung cái này là chỉ là cái vụ chù thôi, cái nước chấm này chỉ là vụ chù thôi đó. Cái nước chấm này mình xin vụ chù thôi để coi thử là nó có ngon không, tại vì mình sợ nó không ngon nên mình làm nước chấm trước. Bây giờ chắc không cũng không cần, tại vì nó đã thấm vô quá là ngon bạn ơi. Trời ơi, đã quá các bạn. Trời tuyệt vời các bạn ơi. Quá. Trời ơi, đã. Này các mọi người cho các mọi người thấy nè không? Mình chấm cái nước muối tiêu chanh này vô nè. Trời ơi. Nói chung đã lắm các bạn ơi, ngon lắm, thực sự nó rất tuyệt vời luôn. Mình không nghĩ là mình nướng mà nó ngon như vậy. Mình nướng nha, mình nướng mà ướp sa tế cho nó ngon nha. Các bạn thấy không? Nè. Trời ơi, các bạn có thấy không? Nè. Nó đã quá. Chua chua ngọt ngọt, cái này nó dai. Chua dai rồi, dai lắm. Nè. Mình sẽ không chấm nè. Mình không chấm cái này, mình ăn. Tại vì mình đã có ướp sa tế rồi, mình nướng. Trời ơi. Như da heo trời. Đã quá bọn. Ngon. Các bạn nếu có rảnh đó, hay là các bạn có ở vùng biển giống như sinh đó, thì hãy làm theo giống như sinh nha. Mình đi bắt và sau đó mình cạo rồi mình làm rất là ngon. Trời ơi. Thấy không, mình cạo trắng ra rồi đầu cái mình ăn thôi, nó tuyệt vời lắm bạn. Trời ơi. Cái này răng ai mà yếu chắc ngàn nổi luôn. Nói chung nó không cứng mấy đâu, từ từ da heo nó ngon. Đảo quá ngon, cộng hơn cái nước chấm của mình rồi, bá chéo rồi chém luôn. Đảo quá bạn. Trời ơi, nó đảo quá. Nhìn nó tự tưởng như bồn ngư các bạn. Tại mình áp sát cái màn hình vô á nên nó tự tưởng như bồn ngư rất ngon. Trời ơi. Lần sau mình sẽ là bắt nhiều hơn để mình ăn và thưởng thức hơn. Thật sự ra đây lần đầu tiên xin ăn cái món này luôn. Thật sự ra thì mình đâu nghĩ món này ngon vậy đâu các bạn. Mình vẫn ngon á, các bạn thử đi. Ướp sa tế vô rồi cạo giống như sinh vậy đó. Cạo hai bên sạch sẽ ra rồi mình ăn ha, ngon. Chịu quả bạn ơi, thảo quá. Thôi, nói chung là mình thưởng thức như vậy cho các bạn biết cái mùi vị lại cái độ dai có như nào thôi. Các bạn ơi, nếu các bạn thấy
cái món này của sinh nè, cái con trúc á, còn gọi là cái con mà nó ký sinh trên cục đá đó. Thì các bạn thấy hay á thì hãy nhấn đăng ký subscribe và chia sẻ cho kênh của sinh nha, và hãy làm theo thử cái bút của mình đi, rất là ngon. Mình thấy là ướp nó ngon hơn á, ướp xong mình nướng lên nó thơm trời đã. Vậy nha, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của sinh, bye bye các bạn. Đó các bạn thấy chưa, đó con chút đó.